Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Như các bạn đã thấy ở trên bàn mình đang có một cái hộp rất là bự. Đó, nó to mà đến nỗi mình không thể nào quay hết được trong cái khung hình này được. Đó, to hết cả cái bàn mình luôn. Đó. Thì đây chính là một cái pad LED mới mà mình mới nhập về bên Boss Gear. Thì bây giờ mình sẽ cùng đi mở hộp và review sơ qua cho các anh em nhé. Có một số cái thông tin thì chúng ta sẽ biết được rằng cái pad LED này thì nó sẽ là LED RGB, tức là có rất là nhiều màu. Cái này thực sự là nó rất là to cho nên mình không có quay hết được. Nó sẽ có 5 chế độ này, rồi nó có cái đế bằng kim loại hoàn toàn, có cả bungee đi kèm, có cổng bằng cổng USB và nó sẽ có là thêm một cái good choice nữa. Good choice tức là lựa chọn tốt đấy. Rồi ok, mình sẽ không lan man nữa, mở hộp luôn. Đấy, ở phía bên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái bát chuột ở giữa được đệm bằng hai cái miếng mút bên cạnh để chống va đập. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái gói nhỏ nữa, sẽ chứa một cái cần bun ghi. Cái bun ghi này tức là cái để mà mình giữ dây chuột đấy. Rồi, bỏ sang một bên, sẽ nhấc cái bát chuột ra. Bát chuột thì được bọc ở trong một cái túi ni lông nữa. Đó, lột cái này ra. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có cáp kết nối và một cái tờ sớ hướng dẫn sử dụng, thì cái này chắc mình cũng không cần thiết, vứt luôn. Thì đây, đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó. Thì các bạn có thể thấy là cái bề mặt của cái pad chuột này sẽ là bề mặt nhám, nó sẽ hơi nhám một chút. Đấy. Ở giữa chúng ta sẽ có logo của nhà sản xuất là Decor. Thì cái này viết tắt sẽ là Decorpad. Ở đây chúng ta sẽ thấy một cái vết nhỏ nhỏ chính giữa này, chính là cái hình dấu vân tay ấy, thì đây chính là cái nút điều khiển. Ở phía trên này chúng ta sẽ thấy cái logo của thằng sản xuất, nó sẽ in bằng kim loại luôn. Đây, đó, nó sẽ khắc bằng kim loại luôn, nguyên cái tấm này sẽ là bằng kim loại nhé. Cái cần này tí nữa chúng ta sẽ lắp cái bungee vào đây. Đó, mình sẽ lắp thử luôn. Đó, cái bungee thì nó đằng sau đít nó sẽ có cái lỗ như này, mình sẽ luồn vào đây. Đó, khi mà lắp vào thì nó sẽ rất là chắc chắn, không có thể di chuyển được nữa. À, cái bungee này thì nó sẽ được làm bằng nhựa, và cái loại nhựa này sẽ là nhựa dẻo. Nó cho phép là cái tính cơ động của bungee để giữ dây chuột đấy. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhìn sơ qua một cái bát một chút xíu. Thì cái bát này nó dày khoảng tầm 0.35mm, tức là cũng rất là bỏng rồi đấy, không phải là đoạn dày lắm. Đó. Và cái đặc biệt của nó là cái mặt sau này đây, chúng ta sẽ có tới 5 cái phích nhựa để chống trơn trượt. Và đặc biệt là cái mặt này là bằng kim loại luôn. Hoàn toàn cái tấm đế này là bằng một miếng kim loại rất là to. Và nó sẽ rất là nặng, mình cầm trên tay là nặng hơn rất nhiều so với những cái bát bằng nhựa khác. Thì cái thiết kế bằng kim loại này sẽ giúp cho là cái bát này nó sẽ cứng hơn. Và nó sẽ không có bị biến dạng khi mình sử dụng. Nó sẽ không có bị biến dạng trên mọi bề mặt. À, cũng như nó sẽ là có tăng độ bền cao hơn. Và xung quanh này sẽ là có đèn LED RGB. Bây giờ mình sẽ cùng lắp cắm kết nối cái này vào trong máy tính nhé. Thì ở phía mặt trên này chúng ta sẽ có cái cổng kết nối là cổng micro USB. Cổng micro USB thì các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái dây kết nối điện thoại nào cũng được, dùng cổng micro USB là được. Mình sẽ cắm vào đây. Một đầu mình sẽ cắm vào trong máy tính. Ok, thì sau khi mình tắt đèn đi, các bạn có thể thấy được các cái hiệu ứng của nó rồi. Thì hiện tại đang là cái hiệu ứng neon, tức là nó sẽ tỏa sáng đều ra xung quanh và nó sáng liên tục, nó sẽ tự động đổi màu liên tục. Rồi, nếu như mà các bạn muốn đổi chế độ thì các bạn chỉ cần ấn vào cái dấu mà nó có hình vân tay đấy, nó sẽ đổi chế độ. Đó. Ở đây chúng ta sẽ đổi sang chế độ đó là sáng im màu đỏ. Ấn nữa thì nó sẽ chuyển sang màu vàng này, màu xanh lá, màu xanh dương, đó, màu tím, đấy. Và có thêm một chế độ nữa, đó là chế độ chạy rainbow, tức là nó sẽ chạy lần lượt 7 màu xung quanh cái bàn phím này. Và một chế độ nữa nó sẽ chạy một màu, và nó chạy hết một màu nó sẽ đổi sang màu khác xung quanh viền, đó. Và chế độ tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại chế độ tắt đèn. Đó, và đổi lại chế độ đó là sáng neon, tức là nó sẽ sáng nguyên và đổi màu
lần lượt 7 màu. Rồi, chúng ta đã đi qua sơ lược về các cái chế độ LED của em này. Và cái LED của em này cũng khá là sáng, nếu mà các bạn để trong trong góc máy mà buổi tối thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Tại vì nó có nhiều chế độ với lại cái đèn LED của nó cũng sáng nữa. Và chúng ta sẽ đi qua một cái rất là đặc biệt của em này, đó chính là cái cần bungee này. Thì cái cần này khi mình lắp chuột vào nó sẽ như thế nào? Thì đây, thì nếu như mà các bạn chưa có cái bungee á, thì các bạn biết đấy, cái bungee thì nó là cái có tác dụng, nó là giữ cái dây chuột không bị cạ vào cái thành bàn đó, khi mà mình sử dụng, khi mà mình vẫy chuột á, nhất là các cái game FPS thì mình sẽ dùng cái dây chuột mà mình đây, mình sẽ dùng cái dây chuột của mình gắn vào cái đường rãnh ở phía cái cần bungee mà đã có cho sẵn ở trong phần lót chuột đó. Khi mình di vào rồi thì lúc mà mình di chuột nó sẽ được cái cần bungee này giữ lại, và nó cái cần bungee này nó cũng giữ, cho nên là nó sẽ không có bị nó rất là mềm, cho nên nó sẽ không có bị giữ lại theo cái kiểu như là giữ ở cạnh bàn. Tuy nhiên mình thấy một cái khá là ngớ ngẩn là cái cần bungee này lại khá ngắn, cho nên là cái độ đàn hồi của nó không được tốt cho lắm. Đồng thời là nếu như mà các bạn đang sử dụng những con chuột mà dùng dây dù á, thì cái dây của nó rất là chắc, khi mà mình sử dụng thì nó sẽ đẩy con chuột mình, nó đẩy con chuột của mình lùi về phía lại. Còn nếu những con chuột mà sử dụng dây bằng nhựa cao su như thế này thì các bạn có thể sử dụng thoải mái đó. Tuy nhiên thì có còn hơn không, tuy là nó sẽ không hỗ trợ được nhiều nhưng mà nó cũng là một cái điểm nhấn khá là đặc biệt của cái bát chuột này. Ok, thì mình đã đi sơ qua về em lót chuột mới của bên Boss Gear. Các bạn thấy sao về chiếc lót chuột này? Theo mình đánh giá thì nó có hai điểm đặc biệt, đó là thứ nhất là toàn bộ cái đế của nó sẽ được làm bằng kim loại rất là chắc chắn. Thứ hai đó chính là cái cần bungee này thì giúp chúng ta có thể giữ dây chuột và để chơi game luôn lập trực tiếp ở trên này, không cần phải mua cái bungee rời nữa. Tuy nhiên thì cái bungee này nó không được hoàn hảo cho lắm đó. Và còn cái khác nữa thì mình thấy nó cũng khá là bình thường, ví dụ như đèn led của nó thì cũng ok chứ không đến nỗi nào. Bề mặt thì bảo đảm cho các bạn là di chuột rất là mượt rồi đó, cái này chắc chắn là sẽ mượt hơn là những cái pad vải bình thường, rất là ngon. À, vì với tầm giá khoảng tầm 500 ngàn thôi thì cái con bát chuột này mình thấy đánh giá là khá là ok trong tầm giá. Nếu như mà các bạn muốn mua thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả. Và đặc biệt là mình sẽ được free ship ở bên Shopee nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe giúp mình đấy. Bye bye.